Đây cả nhà, Trọng thấy mấy đứa trẻ này. Chú chào tụi con nhá. Con chào chú Trọng. Con chào chú Trọng. Con chào chú Trọng và chú Khai Ân. Cả nhà thấy mấy bé ngoan không? Con lại đây chú nói chuyện nào? Phương lại đây chú nói chuyện luôn này. Bọn con đang làm gì đây? Bọn con đang làm gì vậy? Bọn con đang xúc lúa. Xúc lúa à? Dạ. Có nhớ chú không? Dạ có. Có nhớ chú tên gì không? Dạ có. Chú tên gì? Chú Trọng. Thế còn con có nhớ chú tên gì không? Chú Trọng. Đúng rồi. Chú này ở đâu con có đây? Đi gặt ngày đồng. Lúa của nhà con hay là ai cho? Nhà con. Của nhà con hả? Dạ. Lâu lắm rồi Trọng mới quay lại thăm gia đình mà cả nhà xem này. Quay lại thăm mà lúa đầy bao thế này là cả nhà thấy vui không? Cả nhà thấy yên tâm không? Lúc nào trong nhà là cũng có lúa có gạo là không bao giờ sợ đói. Bây giờ là bò của chú bữa trước là Mạnh Thường Quân chú mua cho tặng là vẫn còn nuôi đúng không? Dạ. Nó có đẻ chưa? Dạ là có. Đẻ mấy con rồi? Một con. Đẻ một con thôi hả? Dạ. Thế xíu nữa dắt chú ra ngoài đó chú thăm bà của con với thăm đàn bò của con nhá. Dạ. Nãy giờ là Trọng đi theo mấy bé đã dắt Trọng ra ngoài đồng và Trọng đã gặp bà của mấy bé rồi. Bà của mấy bé đang chăn bò kìa cả nhà. Là nay cháu kia nghe bà nói là bò của bà mới đẻ một con à? Có, mới đẻ. Con nào đẻ? Con Đức này. À, con nhỏ này là mới được đẻ đấy à? Mới đẻ được 3 tháng rồi. Mẹ nó đâu? Đây mẹ. Con này lại đang có bầu tiếp à? Không, này bông nó thò này. Ba con bò này là bên cháu mua cho bà mấy tháng rồi nhờ? 5 tháng không? 4 tháng. 4 tháng đúng không? 4 tháng mà bây giờ là được con bò con rồi cả nhà. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng đây. Hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại xã Đạ Tông của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay là Trọng trên đường Trọng đi làm ngang qua đây á, thì Trọng có đi ngang qua nhà của một cái hoàn cảnh khó khăn. Thì đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt mà trước đây là Trọng đã từng chia sẻ lên trên kênh YouTube và nhận được sự quan tâm của khán giả rất là nhiều. Thì Trọng nói luôn thì đây là cái hoàn cảnh của gia đình bé Yến. Bé gái mà có người mẹ bỏ đi lấy chồng và người cha bị đi tù đó cả nhà. Trước đây là Trọng đã từng làm rất là nhiều video về hoàn cảnh này rồi. Thì khán giả quan tâm rất là nhiều luôn. Và Mạnh Thường Quân ở bên Trọng cũng giúp đỡ được cho gia đình rất là nhiều thứ. Nào là xây nhà, rồi nào là tiền để ăn học, rồi là mua bò này kia các thứ. Thì suốt là 5 tháng qua là Trọng, cái ngày cuối cùng mà Trọng lên Trọng thăm là cách đây 5 tháng rồi. Thì bây giờ thì Trọng cũng có rất là nhiều việc bận nên là Trọng cũng không lên trên này Trọng quay video nữa. Dạo gần đây thì Trọng cũng nhận được cái bình luận của những khán giả hay xem video của Trọng. Khán giả bình luận là không biết là tình hình về mấy bà cháu của bé Yến bây giờ như thế nào rồi. Thì tuyên thể ngày hôm nay thì Trọng đi ngang qua, Trọng sẽ ghé vô trong nhà Trọng thăm, rồi Trọng cập nhật tình hình của mấy bà cháu cho cả nhà cùng xem nhá. Tại vì lần trước là kết thúc video thì cũng mua cho gia đình 3 con bò. Không biết là bây giờ là gia đình chăn nuôi bò bê thế nào rồi. Thì Trọng thì bây giờ là Trọng cũng không biết luôn. Bây giờ là Trọng sẽ đi vào trong làng, rồi Trọng ghé thăm gia đình này. Thì cả nhà tò mò thì cả nhà hãy tiếp tục xem cái video này để xem là cái hoàn cảnh này bây giờ như thế nào nhá. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này. Bây giờ là Trọng đã đi tới nhà của mấy chị em bé Yến rồi nhá cả nhà. Thì cả 5-6 tháng không gặp mấy bé, Trọng rất là nhớ mấy bé luôn. Không biết là mấy bé có nhớ Trọng không nữa. Thì đây cả nhà, thì trước mắt tất cả khán giả thì hiện ra đây là cái ngôi nhà mà gia đình được Mạnh Thường Quân ở bên Trọng xây và tài trợ cho mấy bà cháu. Thì ngôi nhà thì vẫn còn ở đây, cửa đang mở, chắc là Trọng nghĩ là mấy bà cháu có ở nhà. Thì hôm nay thì Trọng thì cũng vô tình đi ngang qua thôi, nên là Trọng muốn thăm luôn là xem là hoàn cảnh của mấy bà cháu là từ cái ngày mà Trọng giúp tới giờ là xem là có thay đổi gì hay là không. Tiên thể thì Trọng ghé vào thôi, chứ Trọng cũng không có hẹn trước. Đây cả nhà, Trọng thấy mấy đứa trẻ này. Chú chào tụi con nhá. Con chào chú Trọng. Con chào chú Trọng. Con chào chú Trọng và chú Khai Ân. Cả nhà thấy mấy bé ngoan không? Con lại đây chú nói chuyện nào? Phương lại đây chú nói chuyện luôn này. Bọn con đang làm gì đây? Bọn con đang làm gì vậy? Bọn con đang xúc lúa. Xúc lúa à? Dạ.
Có nhớ chú không? Dạ có. Có nhớ chú tên gì không? Dạ có. Chú tên gì? Chú Trọng. Thế còn con có nhớ chú tên gì không? Chú Trọng. Đúng rồi. Thế bà đâu rồi? Kêu bà lên nói chuyện với chú nào. Bà hồi sáng đi lấy măng rồi nhưng mà bà đi chăn bò. Bà đi chăn bò rồi hả? Dạ. Thế bây giờ bà có ở nhà không? Dạ. Dạ không. Bà không có ở nhà? Dạ. À, thế tụi con đang làm gì vậy? Cho chú xem nào. Xúc lúa. Xúc lúa làm gì đấy? Xúc lúa để đi xay. Xúc lúa để đi xay hả? Dạ. Con đang bỏ vào bao à? Dạ. Lúa này khô chưa? Dạ khô rồi. Lúa này ở đâu con có đấy? Đi gặt ngày đồng. Lúa của nhà con hay là ai cho? Nhà con. Của nhà con hả? Dạ. Đâu con xúc quả cho chú xem nào. Con xúc lúa vào đi. Ngày hôm nay là chỉ có mấy bé ở nhà thôi. Thế mẹ con đâu rồi? Mẹ con đi lấy măng rồi chú. Không có mẹ ở nhà hả? Dạ. Thế ngày hôm nay là có người lớn ở nhà không? Dạ không. Có mình con thôi à? Dạ. Ồ, mình bé với mấy đứa nhỏ. Ô sao lại phơi lúa ở trong nhà với con? Hồi sáng mưa nên là con kéo vào nhà. Hồi sáng mưa nên là con kéo vào nhà? Dạ. Ở đây còn mấy bao này. Bao này bao gì đây? Ra đây với chú nào. Bao gì đây? Bao lúa. Bao lúa luôn à? Dạ. Lúa này của nhà con luôn đây. Dạ, nhà con. Gặt lâu chưa? Dạ con gặt lâu rồi. Lâu rồi à? Dạ. Mấy tháng rồi? Chắc 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng nay rồi. Dạ. Nhà bé có rất là nhiều lúa luôn này. Mấy bao này bao gì đấy con? Bao phân à? Dạ, bao phân. Đâu phân ra đây. Thì ngày hôm nay là chú tính đi lên trên này là chú thăm lại con với cả thăm bà của con. Và bây giờ là bà không có nhà. Bà đi chăn bò ở chỗ nào con có biết không? Dạ ngoài ruộng. Ngoài ruộng à? Dạ. Ruộng nhà mình luôn à hay ruộng người ta? Ruộng nhà mình. À, thế xíu nữa này con dắt chú đi ra thăm bà nhá. Dạ. Hay là kêu bà về để chú nói chuyện. Hay là đi ra thăm đi. Bây giờ là bò của chú bữa trước là mạnh thường quân chú mua cho tặng là vẫn còn nuôi đúng không? Dạ. Nó có đẻ chưa? Dạ có. Đẻ mấy con rồi? Một con. Đẻ một con thôi à? Dạ. Thế xíu nữa dắt chú ra ngoài đó chú thăm bà của con với thăm đàn bò của con nhá. Dạ. Con xúc đi, con xúc xong đi rồi chú cháu mình cùng đi. Nhà bé là có rất là nhiều lúa luôn này cả nhà. Cái này khô chưa con, ngày mai con có phơi tiếp không? Dạ khô rồi chú. Khô rồi ạ? Dạ. Tụi con có khỏe không? Dạ có. Con xúc quả nhanh đi, con xúc đi rồi con dắt chú đi ra thăm bà. Cả nhà xem mấy bé làm việc này. Cả nhà thấy không, bé nhỏ này đã ra giữ bao cho chị. Giữ bao cho chị để chị đổ vào. Con có đi học hè không hết? Dạ không. Không đi học hè à? Dạ. Đây là cả nhà xem này, đây là cái ngôi nhà mà hôm bữa thì Trọng với cả Mạnh Thường Quân xây dựng cho gia đình mấy bé. Để cho mấy bé xúc cái này, để Trọng đi thăm qua cái nhà cho cả nhà cùng xem nhá. Đi cho mấy em xúc đi, chú một tí nào. Tụi con xúc đi nhá. Đâu tối Yến ngủ phòng nào con? Con ngủ phòng này. Phòng này à? Dạ. Phòng này ai ngủ? Bà ngủ à? Dạ không. À Vương đúng không? Mấy dạ. Em của con đúng không? Dạ. Còn bà ngủ dưới này á? Dạ. Ở nhà mới có thích không? Dạ có. Hôm nay ăn cơm chưa? Dạ có. Nên ăn cơm với gì? Ăn cơm với rau. Cơm với rau à? Dạ. Thì dạo này con có hay đi rừng lấy măng hay đi lấy bông chít không? Dạ có. Đi lấy măng hay là lấy bông chít? Bông chít hết rồi. Bông chít hết rồi à? Dạ. Thế giờ mình đi rừng thì mình lấy cái gì? Lấy măng. Lấy măng được nhiều không? Dạ có. Một lần đi vậy thì được bao nhiêu ký? 4-5 ký. 4-5 ký. Măng ở trên này bao nhiêu tiền một ký vậy con? 5.000. 5.000 à? Dạ. Ồ. Đây Trọng đi quay sơ qua cái nhà cho cả nhà xem này. Đợi mấy bé xúc xong cái đống lúa này đi rồi Trọng sẽ đi lên thăm, kêu dắt mấy bé dắt đi thăm mấy con bò. Rồi đổ vào con, đổ vào đi con. Gạo nhiều như thế này thì ăn khi nào mới hết được Yên? Dạ. Hay là cho chú một bao đi. Cho. Dạ cho. Chú xin thật đấy. Bây giờ con có 1, 2, 3, 4 bao. Ở kia có một bao nhỏ kìa. Hay cho chú cái bao nhỏ đi, hay cho chú cái bao này đi. Con có nhiều gạo quá. Có cho không?
cho không? Tại mấy bé còn nhỏ, mấy bé không biết nên là gạo này là gạo của bà của mấy bé. Để chút xíu nữa Trọng lên trong nói chuyện với bà mấy bé. Sáng bà đi lấy măng, bây giờ bà đi chăn bò. Dạ. Mẹ bây giờ là mẹ vẫn đang đi lấy măng. Dạ. Tụi con sắp vào học chưa? Dạ, chắc tháng 9. Tháng 9 là vào học? Dạ. Nào mở ra nào. Lúa này là nhà bấy đến trồng luôn này cả nhà. Lần trước là đưa chú kéo lên nhau. Lần trước là trong vào trong thăm là gia đình là có một cái vườn lúa ở đằng kia. Chắc là lúa này là gia đình trồng. Như đây ăn được bao nhiêu lâu vậy con? Chắc 6-7 tháng. 6-7 tháng luôn à? Dạ. Lâu lâu mà lâu lắm rồi Trọng mới quay lại thăm gia đình mà cả nhà xem này. Quay lại thăm mà lúa đầy bao thế này là cả nhà thấy vui không? Cả nhà thấy yên tâm không? Lúc nào trong nhà là cũng có lúa có gạo là không bao giờ sợ đói. Không biết chừng nào mấy bé nó mới xúc xong cái này đây ta. Hay là bây giờ tạm thời con kêu các em bỏ cái này ở đây đi. Bây giờ con dắt chú với cả mấy đứa em của con đi ra thăm bà đi nhá. Để chú thăm mấy con bò nào. Có gần đây không? Dạ có. Thế nha, bây giờ dắt chú đi nhá. Dạ. Ừ đi. Con kêu mấy em nghỉ tay đi rồi mình cùng đi. Nãy giờ là Trọng đi theo mấy bé. Mấy bé đã dắt Trọng ra ngoài đồng. Và Trọng đã gặp bà của mấy bé rồi. Bà của mấy bé đang chăn bò kìa cả nhà. Đây, 1, 2, 3, 4 con bò. Cháu chào bà nhá. Con có khỏe không? Vâng, cháu chào bà. Bà khỏe không? Bà vẫn khỏe. Vâng, bà đang chăn bò à? Đang chăn bò này. Vâng. Thì vợ của con đẻ chưa? Vợ cháu mới sinh em bé. Vâng. Con trai hay cái? Con trai. Đi, bà đang dắt bò đi đâu đây? Dắt bò cho nó uống nước. À đi, bà cho nó uống nước đi. Ngày hôm nay thì bọn cháu đi làm ngang qua. Tiên thể là cháu ghé vào cho thăm xem bà với cả bé Yến mấy bà cháu có khỏe không? Dạ, bà vẫn khỏe bình thường. Tụi nhỏ này vẫn khỏe hết đúng không? Dạ. Nay cháu mới vào trong nhà của bà luôn thì gặp mấy đứa nhỏ nó đang xúc lúa. Ừ. Lúa của nhà ai đấy bà? Lúa bà đi làm người ta cho. Ôi cháu tưởng là lúa vườn của bà. Bà vừa mới trồng lúa này chưa có. Lúa nhà thì chưa có. Đang cho bò uống nước à bà? Cháu nay cháu nghe nó gặp cháu nó sợ đúng không? Để cháu đi ra. Bà cứ cho nó uống đi. Là nay cháu kia nghe bà nói là bò của bà mới đẻ một con à? Có. Mới đẻ. Con nào đẻ? Con Đức này. À con nhỏ này là mới được đẻ đấy à? Mới đẻ được 3 tháng rồi. Mẹ nó đâu? Đây mẹ. Con này lại đang có bầu tiếp à? Không, này bông nó thỏ này. Đây mẹ này. Ô, được con bò con nhìn đẹp chưa cả nhà? Con bò con này cháu lại gần được không? Lại gần được. Yến, con dắt con nào? dắt con bò ra ngoài gốc xoài cho chú. Số ai mau số số chăn. Con bò được hay bò cái vậy bà? Bò được. Bò được à? Ừ. Thì đứng qua bên này nè em. Cả nhà nhìn này đã không? Ba con bò này là bên cháu mua cho bà mấy tháng rồi nhờ? 5 tháng không? 4 tháng. 4 tháng đúng không? Ừ. 4 tháng mà bây giờ là được con bò con này cả nhà. Con bò con này giờ cũng phải mấy triệu bà nhờ? Bò cái à? Bò đực. Bò đực à? Đây bò cả nhà. Bò đực thì to thì cũng giá hơn. Con bò này mấy tháng thôi bà? Chắc gần 3 tháng. Gần 3 tháng à? Ừ. Nhìn con này cũng hiền ghê này cả nhà. Thôi không sao, im. Yến con đem nó ra ngoài này Yến. Mau sổ ra sổ im. Nhìn con bò con đã không Kiệt? Bà chưa cột dây cho con bò à? Chưa. Đúng là một năm mới cột được. Cỡ này thì chưa có biết ăn lúa. Vâng. Chưa biết ăn đi bà, lúa. Bà đi cột con đó đi. Bà cho uống nước xong hết chưa? Xong rồi, con kia. Hai con kia uống nước chưa? Chưa. Chưa à? Đây bà cho nó uống nước đi. Mới có 4 tháng thôi là cả nhà lại được thêm một con bò nữa rồi cả nhà. Bây giờ là bé Yến đang dắt Trọng đi thăm một con bò và bé đang
dắt con bò này đi uống nước này cả nhà. Con bò này có bầu chưa bà ơi? Chưa. Có bầu chưa? Chưa. Chưa có bầu à? Bà có đi lấy đực cho nó chưa? Chưa. Chưa luôn à? Kia con đực. À. Bé Yến để dắt mấy con bò đi uống nước này cả nhà. Yến có hay đi chăn bò với bà không con? Có à? Ừ. Ô, sao con bò này lại đi lại lao thẳng đến người Trọng này cả nhà. Ra đây. Nhìn ngoài đồng này mát ghê ha Kiệt ha. Vương tặng măng to tỏ từng anh. Đâu Yến, Yến với cả bà cho bò uống nước đi, xong rồi vào đây cho nói chuyện một tí nào. Cả nhà xem bé Yến đang cho con bò uống nước kìa cả nhà. Con bò này nó có ngoan không con? Ngoan à? Trong hú con bò con. Ngày hôm nay thì cháu đi ngang qua bên này á, nên là tiện thể cháu vào cháu ghé thăm bà với cả các cháu để xem mấy bà cháu có khỏe không, để cháu quay video cập nhật cho khán giả bên cháu xem á. Thế mẹ của mấy bé rồi bà? Đi tìm măng. Đi kiếm măng à? À, cháu nghe nói sáng nay bà cũng đi kiếm măng à? Ba kiếm măng rồi về bối, tại một bối thì ba chăn bò. À, mùa này là lấy măng à bà? Lấy măng. Mùa này có lấy đót không? Không. À, măng ở trên bà đây bán bao nhiêu một ký đây? Trên bà thì nếu luộc thì bán 7.000 một ký, thì bán sông thì 5.000 một ký. Sông thì 5.000, luộc thì 7.000. Ừ. Bà, lần này cháu quay lại cháu thấy mấy bé đen thế. Sao mà đen vậy bà? Đi chăn bò. Đi chăn bò à? Ừ. Đi chăn bò không đội mũ. Ừ. Nhưng mà không sao, đen này nhìn vẫn xinh gái. Đúng không con? Tại vì nãy giờ trọng nói bé đen hoài, trọng nhìn thấy bé buồn buồn. Đen nhưng mà vẫn xinh gái. Thế thì bà với cả các bé là tất cả đều khỏe hết đúng không? Vâng, vậy là cháu mừng rồi. Bò mình mới nuôi 4 tháng mà mình lại được thêm một con nữa rồi. Con bò này đẻ lâu chưa? Bò thừa nửa tháng 4. Giữa tháng 4? Ừ. Thế là bây giờ là được gần 3 tháng, 3 tháng nhỉ? Chắc 2 tháng rưỡi. Bây giờ là một con đó đẻ, thì còn con kia là chưa mang bầu à? Con kia chưa. Con thanh niên. Trước giờ chưa mang bầu luôn? Chưa. À, mai mốt bà cho nó đi lấy đực đi, thì cho nó mai có bầu. Này có con đực mượn đực người ta. À, bà cũng đang lấy cho nó đúng không? Ừ. Bây giờ là bà cháu mình có ăn uống này kia đầy đủ không? Thì... có mua cho các trẻ thịt cá các thứ đầy đủ không? Thì có lúc thì có thì mua, không có thì thôi á. Vậy cái tiền mà cháu gửi cháu kêu bà là thỉnh thoảng rút ra để mua đồ ăn đấy. Con. Vâng. Con giữ. Thì cháu cũng dặn bà rồi đấy, là cái tiền đó là để mình đầu năm học sắp tới này. Thì tại vì cháu cũng, bây giờ cháu cũng đi qua cháu cũng dặn bà luôn nhá. Ừ. Các bé sắp sửa vào đầu năm học mới nên là bà rút cái tiền tiết kiệm hôm bữa mà bà cháu mình gửi vô trong ngân hàng 30 triệu đó. Bà ra bà đưa các bé đi mua quần áo mới rồi mua cặp sách các thứ cho các bé đi học nhá. Rồi mua đồ ăn này kia các thứ luôn. Cảm ơn cháu Trọng và cháu Kiệt và các cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ nhà ba. Thì nuôi được một ba con bò thì được một bò mẹ được sinh một con đực nữa. Thì ba cũng rất mừng và rất cảm ơn cháu Trọng và cháu Kiệt đã kết nối trong gia đình của ba. Vâng. Thì tiền gửi tiết kiệm thì mai sau gần học thì cũng rút thì cho con thì mua cặp sách quần áo cho các cháu đi học. Vâng. Thì cũng cảm ơn rất nhiều cháu Trọng và cháu Kiệt các cô chú mạnh thường quân trong nước và ngay ngoài nước đã giúp đỡ gia đình của bà. Dạ. Bà cũng rất mừng. Vâng. Thì lần này cháu quay lại đây thì thấy mấy bà cháu khỏe mạnh với lại bò mà đẻ thêm một con nữa thì cháu thấy rất là mừng. Tại vì lúc trước thì mua bò cho bà thì cháu cũng nghĩ là sợ không biết bà có nuôi được hay không thì bà lại bán bò đi á. Nhưng mà chuyến này về thì cháu thăm bà thì bò vẫn đủ với lại đẻ thêm một con nữa thì bà rất là ok luôn, bà với cả mấy bé. Thì cả nhà xem video của Trọng cả nhà thấy là những cái kết nó luôn luôn là ý nghĩa. Thì như video về hoàn cảnh của bé Yến
là đứa bé có người mẹ lúc đó là bỏ đi lấy chồng, còn cha thì bị đi tù, thì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Được Trọng kết nối với Mạnh Thường Quân thì gia đình được một ngôi nhà mới, rồi được tặng 3 con bò. Thì ngày hôm nay Trọng quay lại đây thăm thì 3 con bò nó đã đẻ ra thêm 1 con nữa. Thì đây là một cái tin rất là mừng, rất là vui cho mấy bà cháu. Chúc mừng mấy bà cháu nhá. Chúc mừng cháu. Vâng. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì cháu lên trên này tiện thể cháu ghé qua cho thăm bà thôi. Thì để mai mốt thì có dịp thì cháu lại quay lại cho thăm bà sau nhá. Bây giờ thì chắc là cháu cũng đi về đây. Bà chuẩn bị về chưa? Bị về luôn. Bà cả mấy cháu chuẩn bị về chưa? Về. Thế thì mình đi về đi ha. Vì đói không mang cơm. Không mang cơm à? Ừ. Sao đi làm mà không mang cơm theo? Vì tương là hôm nay bà tính là về trưa, về trưa ăn, tại vì không có người cho bò uống nước nữa thì bà để đuổi bò. Thì giờ bà cũng đang chuẩn bị về đúng không? Thế bây giờ mình đi về nhà bà một tí đi ha. Đi. Bây giờ bà cháu mình đi về nhà đây mọi người. Mời cháu chồng vào nhà. Vâng. Nãy cháu vào chú thăm rồi. Dạ. Bà đi làm thì bà không biết. Đây cháu vào thăm thì mấy đứa nó đang hốt lúa. Vậy. Vâng. Đuổi. Mời nhà, dạ, mời dạ. Vào nhà. Nhà bà à. Có nhiều lúa thế bà? Thì lúa nhà chỉ con. Bà dạ. Tặng con có lấy không? Tặng cái gì bà? Lúa này. Tặng lúa này á? Ừ. Sao bà không để ăn mà bà tặng? Thì bà tặng rồi cháu về cháu phơi rồi xay xay gạo ăn cơm. Thì lúa dân tộc thì ngon lắm. Sao lại tặng cho cháu? Tặng. Sao bà lại tặng cho cháu? Thì tăng bà không có cái gì cho cháu rồi bà tăng. Ý là bà quý cháu rồi bà tặng cháu đúng không? Tại bà có nhiều lúa đúng không? Ừ. Và thì cháu cảm ơn bà nhá, nhưng mà tôi cháu không lấy đâu. Bà để dành lại bà xay ra gạo để nuôi mấy đứa cháu đi. Thì sao mà không lấy? Ý là nhà thì... cháu nhận tấm lòng của bà thôi. Cháu nhận tấm lòng của bà, nhưng mà cái lúa này bà để lại bà xay gạo rồi bà để nuôi cho mấy bé này. Thì cháu không nhân lúa của bà thì bà tặng cái này cho cháu này. Cái này cái gì đấy bà? Cái này cái cơm của người dân tộc mà lúc mà con gái là cưới chồng á thì mình cho cái này. Thế thì cháu có phải con gái đâu. Cô tặng là kỷ niệm thôi, khi nào nhớ bà thì coi trong cái này. À, tặng cái này là kỷ niệm, khi nào nhớ bà với cả bé thì coi cái này đúng không? Thì coi cái này. Cái này thì cháu cũng tăng, ba cũng tăng luôn cho cháu Kiệt một giây này. Dạ. Tặng cho Kiệt luôn à? Tặng luôn. Trời ơi. Bữa nay là Trọng thành người đồng bào luôn rồi. Bữa nay là thành ca Trọng luôn rồi. Bà là ca gái đúng không? Đây là ca Mỹ Yến, đây là ca Trọng luôn này. Mai mốt thì cả nhà cứ gọi Trọng là ca Trọng nhá, không phải gọi là Phúc Trọng nữa. Thôi gạo này cháu không có lấy của bà đâu nhá. Không lấy. Cháu nhận tấm lòng của bà thôi. Sao không lấy? Cái này là gạo đồng bào à bà? Gạo đồng bào à. Gạo đồng bào khác với gạo người Kinh cháu thế nào? Gạo đồng bào thì ăn thì ngon hơn, gạo người Kinh thì nấu cơm nếu nấu thì tốt, thì nếu không được nấu thì nó bị ấy á, còn xong. Vâng. Thì cậu Minh thì nấu thì ăn ngon, nấu cháu cũng được. Đây còn 3 bao nữa kìa bà. Còn 1 bao, 2 bao, 3 bao. Mấy bao này đâu phải gạo đâu đúng không? Phân á. Mấy bao này mấy bao phân? Phân. Còn nhà cửa này kia các thứ thì mấy bà cháu ở có bình thường không? Vẫn bình thường. Có hư hỏng chỗ nào không? Không. Không hư hỏng chỗ nào đúng không? Ai bé Yến nó viết tên Yến vào đây à bà? Còn Vương. Vương nó viết tên Yến vào đây. Viết tên Yến. Rồi. Nói là phòng này phòng khách là phòng của Yến ngủ, không cho Yến ngủ dưới kia, đua nhau. Vâng, đi bà. Đua nhau thôi. Đi Yến dắt chú đi thăm nhà này con. Để tao tính ra làm sao. Lâu lắm mới thêm lên thăm nhà bà. Để cháu kiểm tra xem chất lượng nhà như nào nhá. Bây giờ là nhà vẫn bình thường đúng không? Nhà vẫn bình thường. Không có cái gì đúng không? Ừ. Sao ngồi đây đi con? Chắc mệt sốt rồi. Nắng hay gì? Cháu bỏ tay ra chú Trọng xem nào. Chắc sốt rồi. Thể thời mũi mặt đó là sốt rồi. Đâu bỏ tay xuống Vương. Lơi tay. Đừng ngoài lên. Lăng lòng tị. Chắc là bé đi ngoài trời nắng này. Đi chơi nắng. Mấy đứa nhỏ này hay đi ngoài trời nắng lắm nhưng mà bảo không có được.
Chắc bà cũng la đâu có được đâu nhỉ? Là không được đâu, cứ đi theo mưa không được. Chiều mua thuốc cho tụi nhỏ bà. Đi bà, lên trên này bà. Thì ngày hôm nay là Trọng đi lên trên này. Thì Trọng cũng ghé qua Trọng thăm rồi Trọng cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại của mấy bà cháu bé Yến cho tất cả khán giả cùng xem rồi. Thì khán giả xem video khán giả cũng thấy rồi nhá. Thì mấy bà cháu cuộc sống bây giờ rất là ổn định, cũng rất là tốt. Thì Trọng thấy mấy bà cháu như thế này thì Trọng cũng rất là mừng luôn. Thì thấy mấy bà cháu mà khỏe mạnh và bò sinh con ra như thế này nữa thì cháu rất là mừng cho mấy bà cháu. Thế bây giờ chắc là cháu cũng đi về đây. Chúc mấy bà cháu mình nhiều sức khỏe nhá. Dạ, khi nào có dịp cháu lên cho thăm bà sau. Dạ, chú về nha Yến nha. Chúc con lên đường mạnh khỏe nha. Dạ. Bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha cả nhà. Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video của Trọng. Thì khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.